Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Phạm Văn Chuyển các bạn nhé. Và hôm nay mình sẽ đi kiểm tra sửa chữa một con TV màu trắng các bạn này, 32NB552A của LG. Để biết được con này nó hỏng cái gì thì mình sẽ cắm điện vào các bạn. Mình sẽ cắm điện vào và mình sẽ kiểm tra. Và trước khi cắm điện thử thì mình sẽ tháo cái chân cái giá treo của nó ra. Dây nguồn màu trắng luôn cơ. Con này ở nhà bà bảo đi sau. Bà bảo là bà ấy đang xem không bắt đầu mình... Đang xem thì mất điện à? Mất điện. Rồi, ok. Và bây giờ tôi sẽ cắm điện vào các bạn. Xem có điện nguồn không? Có điện nguồn bà. Thỉnh thoảng có điện nguồn vào. Rồi, ok. Đây, con này có điện nguồn vào này các bạn này. Và mình khởi động lên. Khả năng vẫn lên. Không lên. Có điện nguồn nhưng không lên. Và nhấp nháy màn hình các bạn này. Rồi, con này khả năng chết nét màn hình này. Tôi thì chưa mở đã kiểm tra nhưng mà đoán mò thôi các bạn. Ok, để biết được là chính xác chết cái gì thì mình sẽ mở ra và mình kiểm tra. Rồi mình sẽ để mà sửa được con này thì bây giờ mình sẽ phải đo nguồn. Thì ở trên cái thân của con bo mạch nguồn này thì nó luôn luôn có những cái điện áp nguồn đầu ra các bạn này. Mình sẽ zoom to này các bạn xem. Nguồn 12V này. Nguồn 12V 3,3V đúng không ạ? Và con này có nâng áp hay không ạ? Con này có nâng áp hay không? Thì xem mình nhìn qua, con này không có nâng áp và chỉ có nguồn 300V nguồn cấp trước thôi. Có nguồn cấp trước và nguồn cấp sau. Bộ áp cho nét này. Bộ áp cho nét nguồn cấp sau. Con này phi ra một nguồn các bạn. Phi ra một nguồn. Rồi ok. Để kiểm tra được một con TV hỏng thì trước tiên thì các bạn cũng vẫn phải kiểm tra nguồn xem đã tốt hay chưa. Nếu nguồn của các bạn tốt rồi thì sẽ hỏng ở bộ phận nào. Thì quan trọng nhất là đi tìm bệnh. Sửa được nó dễ hay là khó thì phụ thuộc vào các bạn đi tìm bệnh đã chính xác hay chưa. Rồi sau khi mà con này nó có nguồn vào rồi thì chắc chắn là hai tụ đồng nguồn có rồi đúng không ạ? Thì bây giờ tôi sẽ đo, tôi tìm những cái điện áp nguồn ra. Nguồn này nguồn 200V, nguồn này nguồn 200V này, nguồn này cấp cho nét này. Rồi đã có 145V thì chứng tỏ là con này rồi các bạn này. Đấy, chứng tỏ là con này nguồn đã chạy rồi. Đấy. Nguồn đã chạy rồi và xem đây, không tin thì mình sẽ đo đi tìm cái nguồn mình sẽ đi tìm cái nguồn 12V cho các bạn xem. Đây ok này các bạn này. Đấy. Và con này 90% là chết nét màn hình các bạn nhá. Rồi. Để kiểm tra chính xác được cái chết nét hay không thì tôi sẽ mở con TV này ra và tôi kiểm tra cho các bạn xem. Kiểm tra trực tiếp để các bạn biết được là mình phán đoán đúng hay là sai. Sẽ để cái máy quay của mình gần vào để mình kiểm tra. Không đo được đấy này, phải đo từng bóng một rồi. Rồi mình sẽ phải đi bước tiến hành mình đo từng bóng một. Rồi con này sống này. Ok.
Ok. Ok, con này sống này. Rồi, dãy nét đầu tiên có vẻ sống hết các bạn. Và mình sẽ kiểm tra cái dãy nét thứ hai. Rồi. Chưa phát hiện ra con nào chết. Hôm nay các bạn mới phải lấy đồng hồ ra các bạn đo trở kháng nhé, thì sẽ bạn sẽ biết được con nét nào chết thì các bạn sẽ xử lý nó. Rồi. Đây coi. Và sau khi mà mình đo cái hàng dãy nét cuối cùng này các bạn xem này, thì đã có rất là bất thường nhé các bạn nhé. Đây là một con nét cháy này, một con nét cháy này các bạn này. Đấy. Và các bạn đo nhìn đồng hồ ạ. Đúng không ạ? Con nét đầu tiên này hỏng nhá. Rồi. Và bóng nét thứ hai. Rồi con này đứt luôn ạ. Nó đứt luôn còn không nên gì nhé các bạn nhé. Rồi con này hỏng này. Và mình đo cái bóng nét thứ ba của cái dãy này, xem con này nó cháy nhiều không. Rồi con này bình thường nhé các bạn nhé. Và mình đo lại con này các bạn xem. Rồi không nên gì đúng không ạ. Rồi bình thường. Con nét thứ ba. Rồi con này cũng bình thường. Và hai con cuối cùng. Rồi con cuối cùng này cũng chết rồi các bạn này. Bóng nét cuối cùng. À bình thường. Và chết con hai con đầu tiên thôi. Đây. Và sau khi kiểm tra thì mình phát hiện ra nó chết cái con bóng nét số 2 này. Bóng con này bị chập không nên gì. Và nó chết con bóng nét số 2 này không nên gì các bạn nhá. Cháy hẳn luôn này. Đúng không ạ? Cháy hẳn luôn. Đấy, và con này thì chập. Con này chập và con này cháy hẳn. Không mất hai con. Bây giờ thì đơn giản thôi ạ. Khi mà các bạn đã biết được con nét này nó cháy thì các bạn thay nét đi là chạy thôi, đúng không ạ? Đấy, thì chứng tỏ là mình đã chẩn đoán bệnh của con này. Tương đối đúng nhá. Và ông cứ đi đi một tí ông về ông đấy. Vâng. Đấy, mình nhận được một là con tivi của khách hàng bị hỏng nét màn hình các bạn. Thì bây giờ thay nét màn hình thì có rất là nhiều cách thay. Rất nhiều cách thay bóng nét này. Nó không có gì của nó quá phức tạp các bạn. Mình sẽ bật cái máy thổi lên và mình sẽ thổi trực tiếp với nhân nét. Nhân nét và mình sẽ thay nhân. Với con tivi này thì mình sẽ thay nhân nét cho khách hàng. Và mình các bạn xem kênh YouTube của Chuyển thì các bạn muốn theo dõi những video mới nhất, video hướng dẫn sửa chữa các bạn, hướng dẫn các bạn sửa chữa thực tế như thế này, thì các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi những video mình thực tế mình hướng dẫn các bạn sửa chữa các bạn nhé. Các bạn chỉ cần một cái đồng hồ các bạn đo như này thì các bạn sẽ biết được cái bóng nét nó chết. Giờ các bạn xem này, mình đã gỡ được một con da. Và lúc này thì sao, khi mà các bạn gỡ ra rồi thì mình sẽ có một cái túi nét nhân nét các bạn. Nhân nét thì các bạn lấy cái nhân nét khác và thay sang thôi. Cái gì ạ? TV ạ? Pala, Toshiba. Ừ. Mai cô ạ. Mai à? Vâng, chứ mai cô ra con đấy nhá. Ừ. Cháu đang bận quá cho nào tí cho làm nốt cho. Ừ. À. Chiều mai đi cho chắc ăn. Ừ, chiều mai 4 giờ 4 nha. Vâng, ok. Ừ, thế bao nhiêu tiền cho bà? Thì cứ chiều mai, sáng mai cho gọi cho. Ừ, thì cô mang tiền đi chứ không có đến lúc này. À rồi, 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 cô yên tâm. Vâng, vâng. Đến lúc xuống ngoan nó ít quá, để về lấy ngại. Cháu biết rồi, cháu ghi rồi mà. Ừ. Rồi.
và các bạn ạ, đây đây là nhân nhất của mình đấy ạ. Thì sẽ có những cái bóng nhân nét này trong cái túi bóng này, mình sẽ lấy hai con nét là gì nhé các bạn nhé, chuẩn nét là gì luôn, và mình sẽ lấy hai nhân ra mình thay. Đấy. Mình thì các bạn nào thay hàn khéo thì các bạn có thể hàn trực tiếp cũng được, còn không thì các bạn thay phải lấy một cái giá thay. Ngày trước mình hay thay bằng cái kiểu thủ công, thay bằng cái bếp hồng ngoại, nhưng mà thay kiểu gì cũng được các bạn, không thành vấn đề, quan trọng là làm được việc. Đấy, phương châm của mình là nó cứ đơn giản hóa vấn đề thôi. Đây, mình sẽ vệ sinh qua đi một chút cái điểm mà mình cần thay, mình sẽ hàn trực tiếp luôn cho nó nhanh, mình sẽ hàn trực tiếp luôn. Ok, bây giờ thì con nét này nó có chiều âm dương nhé, thì nó cũng giống như đây các bạn xem này, sẽ lấy tí thiếc. Lúc này các bạn phải cần một cái mỏ hàn thật nóng nhá. Lúc này các bạn muốn thay được nó thì các bạn phải cần một cái mỏ hàn thật nóng thì các bạn mới thay được. Nhân nét trực tiếp như này. Và nhân thứ hai các bạn, chỉ cần các bạn lấy một cái mỏ hàn thật nóng, các bạn hàn khéo vào là nó dính thôi. Không anh ạ, đi làm mất rồi. Vâng, và các bạn xem ạ, sau khi mà mình thay hai cái nhân nét xong nhé, sau khi mình đã hàn mà mình thay hai cái nhân nét xong thì bóng nét đã sáng bình thường các bạn. Đây ạ, bóng nét của khách hàn đã sáng bình thường. Và cái nhiệm vụ của mình bây giờ thì rất đơn giản đúng không ạ, mình sẽ đóng nắp vào và mình trả TV cho khách hàng, vậy là ok. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ đóng nắp TV vào và tôi sẽ thử cho các bạn xem, chắc chắn hỏng nét rồi đúng không ạ. À, vâng, và sau khi các bạn xem ạ, sau khi mà mình thay hai bóng hai nhân nét xong và mình lắp TV vào thì TV của mình đã chạy bình thường các bạn. Đấy, một văn bệnh rất là đơn giản đúng không ạ, chỉ hai bước là mình đã kiểm tra và mình đã phát hiện ra nét đã chết, nét màn hình đã chết. Vậy hôm nay mình làm cái video ngắn này thì chia sẻ với mọi người các bạn một cách kiểm tra một con TV bị có tiếng không hình
hỏng nét màn hình các bạn nhé. Các bạn xem, các bạn tham khảo. Và các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi nhiều video mới hơn. Và đừng quên chia sẻ video của mình như like để ủng hộ kênh các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.